Xin gửi lời chào quyết thắng tới tất cả quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa. Trước khi bước vào những tin chính có mặt trong bản tin thứ hai ngày 27 tháng 4 hôm nay, đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ những clip mới nhất nào của chúng tôi. Ronaldo sẽ trở lại thi đấu vào đầu tháng 6. Barca đối mặt với nguy cơ mất Ter Stegen. David De Gea quyết định lên tiếng về tương lai. Trở lại Wonderline, Barca đổi hàng hot cho Juventus. Cristiano tự tin Thái Lan sẽ vượt mặt đội tuyển Việt Nam. Đôi chân pha lê Arjen Robben trở lại sân cỏ sau một năm giải nghệ. Vũ Văn Thanh muốn xuất ngoại sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu. Vừa đổi chủ thành công, Newcastle sắp nổ bom tầm 80 triệu euro. Ronaldo sẽ trở lại thi đấu vào đầu tháng 6. Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte xác nhận các câu lạc bộ bóng đá nước này sẽ có thể trở lại tập luyện bình thường từ ngày 18 tháng 5 và các vòng đấu của Serie A sẽ khởi động lại vào ngày 2 tháng 6. Sky Sports dẫn lời ông Conte, Bộ trưởng Thể thao Italia, ông Vincenzo Spadafona đã làm việc với các chuyên gia và quan chức bóng đá để tìm ra giải pháp đẩy nhanh tiến trình trở lại của các hoạt động bóng đá. Từ ngày 4 tháng 5, các cầu thủ có thể trở lại tập luyện riêng biệt. Đến đầu tháng 6, các giải đấu chuyên nghiệp ở Italia sẽ trở lại. Các cầu thủ dự kiến được xét nghiệm liên tục để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất và tránh lây nhiễm bệnh. Serie A mùa này còn 12 vòng đấu nữa mới hoàn tất. Bên cạnh đó là 4 trận đấu bị hoãn ở vòng thứ 25. Nếu đi đúng theo lộ trình mà các quan chức đã dự đoán, Serie A có thể kết thúc mùa giải vào cuối tháng 7. Theo truyền thông Italia, Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở nước ngoài dự kiến sẽ hội quân tại Juventus trong vòng 2-3 tuần nữa. Barca đối mặt với nguy cơ mất Ter Stegen. Ngoài việc theo đuổi nhiều tên tuổi lớn, Barcelona còn có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là sớm ký hợp đồng gia hạn với các ngôi sao, trong đó có thủ thành Marc-André ter Stegen. Đây là điều dễ hiểu bởi thủ thành người Đức chỉ còn hợp đồng với sân Camp Nou tới hết mùa hè năm 2022. Anh hiện nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó không thể không kể tới hùng sáo xứ Bavaria Bayern Munich. Theo The Sport, Barca xem đây là mục tiêu hàng đầu bởi ter Stegen ngày càng thể hiện vai trò quan trọng ở sân Camp Nou. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, đội bóng xứ Catalan chưa thể mở cuộc đàm phán. Nói đúng hơn, Barca đang lo ngại về vấn đề mức lương. Cách đây không lâu, họ buộc phải cắt giảm lương của các cầu thủ đội 1 và ban huấn luyện để đối phó với sự khó khăn về tài chính. Trong khi đó, với Ter Stegen, Barca buộc phải tăng lương để giữ chân thủ thành này. The Sport cho biết mối quan hệ giữa Ter Stegen và Barca vẫn đang rất ổn. Nhưng ở sân Camp Nou hiện tại, thủ thành người Đức chỉ hưởng mức lương 140.000 bảng một tuần, thấp hơn rất nhiều so với nhóm cầu thủ hạng A. Thậm chí, ngay cả Luis Suarez và De Jong cũng có mức thu nhập gấp đôi Ter Stegen. Nếu không thể ký hợp đồng mới, đội bóng xứ Catalan buộc phải cân nhắc bán Ter Stegen ngay tại thời điểm này. Ngoài Bayern Munich, Chelsea, PSG và Juventus cũng đang nhằm nhai thủ thành người Đức do không hài lòng với màn trình diễn của Kepa. Chelsea đã sẵn sàng chi 50-60 triệu bảng để mua một thủ môn mới. David De Gea quyết định lên tiếng về tương lai. Trong hợp đồng mới ký hồi năm ngoái, David De Gea sẽ ở lại MU từ năm 2023. Tuy nhiên, thủ môn người Tây Ban Nha đã mắc khá nhiều sai lầm ở những trận cầu lớn, nhưng anh vẫn được sự ủng hộ tuyệt đối từ huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Nhà cầm quân người Na Uy tin rằng thủ môn 29 tuổi này là nhân tố quan trọng trên con đường trở lại từ hoàng kim của Quỷ Đỏ. Nếu tiếp tục thi đấu trong MU mùa giải tới, De Gea sẽ có tròn một thập kỷ chơi bóng ở Old Trafford. Thủ thành người Tây Ban Nha nói rằng điều đó giống như một giấc mơ và anh rất hạnh phúc nếu được ở lại nơi đây. Khi được hỏi về cảm xúc trước năm thứ 10 chơi bóng trong MU, De Gea đùa rằng: "Tôi thấy mình đang già đi, chỉ cần được là một phần của câu lạc bộ, điều đó đã rất tuyệt vời. Vì vậy, việc được ở đây trong vòng gần 10 năm giống như một giấc mơ vậy. Thật tuyệt vời khi chơi các trận đấu trong màu áo câu lạc bộ này. Tôi hy vọng mình sẽ ở đây thêm nhiều năm nữa." Phát biểu của De Gea là tin cực vui với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và người hâm mộ MU. Bởi lẽ, dù không có phong độ ổn định ở mùa giải này, nhưng De Gea vẫn nằm trong nhóm những thủ thành hàng đầu thế giới hiện nay. Trở lại Wonderland, Barca đổi hàng hot cho Juventus. Với kế hoạch cải tổ tuyến giữa, Juventus đã nhắm nhiều tiền vệ tên tuổi, trong đó đáng chú ý có Arthur Melo, cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Barca và đội tuyển Brazil. Ngoài Juventus, còn có rất nhiều ông lớn khác đang để ý đến tiền vệ 23 tuổi này. Barca không muốn mất Arthur vì coi đây là một việc ghép quan trọng cho tương lai.
Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, trước động thái của Juventus, đội bóng xứ Catalan đã cân nhắc và sẵn sàng đổi tiền vệ này với điều kiện Juventus phải nhả trung vệ Matthijs de Ligt. Thực tế, hồi mùa hè năm ngoái, Barcelona từng theo đuổi thương vụ de Ligt, nhưng vì nhiều lý do, trung vệ trẻ người Hà Lan đã quyết định cập bến Juventus với mức giá 85,5 triệu euro. Ở sân Allianz, de Ligt chưa thể hiện được nhiều. Thậm chí, có thời điểm tài năng trẻ này chỉ là sự lựa chọn dự phòng ở trung tâm hàng thủ của huấn luyện viên Maurizio Sarri. Về phần Barcelona, đội bóng này đang rất cần một trung vệ mới để sẵn sàng thay thế Gerard Piqué trong tương lai không xa. Chưa kể, trong phiên chợ hè sắp tới, Barca có lên kế hoạch bán Samuel Umtiti. De Ligt đáp ứng được nhiều tiêu chí của Barcelona nên được xem là một mục tiêu rất quan trọng. Cristiano tự tin Thái Lan sẽ vượt mặt đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng của huấn luyện viên Adrian Nisino hiện có 8 điểm, kém Malaysia và Việt Nam lần lượt là 1 đến 3 điểm. Họ không chịu áp lực từ UAE ngay ở phía sau. Đoàn quân Tây Á đã có 6 điểm nhưng thi đều ít hơn Thái Lan một trận. Dù vậy, hậu vệ Cristiano vẫn tự tin. Anh chia sẻ: "Tuyển Thái Lan vẫn còn một chặng đường rất dài. Chúng tôi còn nhiều trận đấu ở phía trước. Chúng tôi mới đi được nửa vòng, vẫn còn nhiều điều có thể xảy ra. Cuộc đua đang rất khốc liệt, bất cứ đội bóng nào vấp ngã sẽ tạo cơ hội cho những đối thủ khác vươn lên. Mọi thứ vẫn có thể thay đổi rất nhanh. Người Thái vẫn còn lý do để tin tưởng vì họ giàu kinh nghiệm hơn Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup. Ở lần tham dự gần nhất, Thái Lan đã vào tới vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. So với các đối thủ, Thái Lan cũng có lợi thế nhất định khi còn hai trận ở sân nhà với Indonesia và Malaysia. Họ làm khách thêm một trận đấu nữa trên sân của UAE và không còn phải gặp đội đầu bảng Việt Nam. Cristiano nhấn mạnh, mỗi trận đấu sẽ là một cuộc chiến. Bạn sẽ phải tận dụng cơ hội của mình để giành điểm. Đối đầu Indonesia trên sân nhà là trận đấu mà chúng tôi buộc phải thắng. Thái Lan của huấn luyện viên Adrian Nisino sẽ dồn toàn lực cho vòng loại World Cup. Họ xem vòng loại World Cup là đấu trường quan trọng nhất và sẽ không đầu hàng khi vẫn còn hy vọng. Đôi chân pha lê Arjen Robben trở lại sân cỏ sau một năm giải nghệ. Cựu sao của câu lạc bộ Bayern Munich, Arjen Robben cho biết anh đã cân nhắc về việc rút lại quyết định giải nghệ để trở lại sân cỏ. Mùa hè năm ngoái, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan quyết định sẽ chia tay bóng đá chuyên nghiệp, chấm dứt sự nghiệp đưa anh qua các câu lạc bộ Jong-Riven, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich. Robben có một hành trình thành công với các danh hiệu vô địch ở Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha trước khi khẳng định vị thế của mình ở nước Đức. Sự nghiệp của ngôi sao người Hà Lan bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương. Thế nhưng, trong vòng một thập kỷ gắn bó với đội bóng chủ sân Allianz Arena, anh đã có tới 8 chức vô địch Bundesliga và một lần đăng quang UEFA Champions League. Robben được nhớ tới với những pha đi bóng tốc độ, những cú ngoặt bóng bằng chân trái để được mệnh danh là chuyên gia rẽ trái. Năm ngoái, sau khi chia tay hùm xám, anh được hai câu lạc bộ cũ ở quê hương liên hệ nhưng vẫn quyết định treo giày. Sau chưa đầy một năm làm quen với cuộc sống không bóng đá, Robben đang cân nhắc khả năng trở lại. Robben chia sẻ với FC Bayern Polska: "Ban đầu, tôi không hoàn toàn nhớ bóng đá, nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy nhớ một cách da diết. Khoảng thời gian này rất kỳ lạ đối với mọi người bởi sự bùng phát của dịch Covid-19. Khi bóng đá trở lại, đó sẽ là thời điểm thích hợp để tôi quay trở lại thi đấu, hoặc cũng có thể lâu hơn một chút. Dù sao tôi cũng là một vận động viên." Robben vẫn luôn ủng hộ Bayern kể từ khi rời cuộc chơi. Mặc dù anh không thể theo dõi mọi trận đấu của mùa giải, Robben được khuyên là nên thử sức với công tác huấn luyện và thậm chí anh đã là huấn luyện viên của đội bóng con trai mình. Nhưng anh cho biết thêm mình vẫn chưa có quyết định gì về con đường nào sẽ đi trong tương lai. Vũ Văn Thanh muốn xuất ngoại sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu. Những đồng đội trưởng thành cùng Vũ Văn Thanh tại Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường đều đã từng xuất ngoại thi đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí, Công Phượng còn được ăn tập trong môi trường bóng đá châu Âu trong màu áo xanh tri đen tại Bỉ. Ngoài ra, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang chơi bóng tại Thái Lan, còn Đoàn Văn Hậu được thử sức ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Mới đây, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu. Vũ Văn Thanh chia sẻ: "Được thử sức ở nền bóng đá cao hơn V-League là rất tốt cho sự phát triển của cá nhân tôi cũng như bóng đá Việt Nam. Trước đó, những người đi trước như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng xuất ngoại nhưng không thành công. Nhưng nếu được đi ra nước ngoài, tôi cũng muốn thử sức ở những nền bóng đá phát triển. Nếu được chọn thì Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nền bóng đá hàng đầu châu Á. Tôi muốn thử sức tại đây." Vũ Văn Thanh là cầu thủ quan trọng của đội hình bóng đá U23 Việt Nam và tới trận chung kết U23 châu Á 2018. Nhưng từ sau ASEAN 2018, Văn Thanh gặp chấn thương và sa sút phong độ lẫn thể lực, thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng như câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hiện tại, Văn Thanh đã hoàn toàn bình phục, ra sân trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đã qua, góp công lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai giành được 4 điểm đầu tiên tại V-League 2020. Vừa đổi chủ thành công, Newcastle sắp nổ bom tầm 80 triệu euro. Tờ Football Mercato tiết lộ, ban lãnh đạo Newcastle United đã mở một cuộc đàm phán với Napoli để chiêu mộ cầu thủ người Senegal. Koulibaly được trích chòe xem là phương án số 1 để nâng cấp hàng thủ sau khi được thái tử Ả Rập Xê Út mua lại. Các nguồn tin từ Anh và Pháp cho biết thêm, cựu huấn luyện viên của Newcastle, ông Rafael Benitez có thể đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này. Rafael Benitez từng có nhiều năm làm việc cùng Koulibaly tại Napoli và sẽ là kết nối để thương vụ này xảy ra. Koulibaly là một trong những trung vệ hay nhất Serie A,
và chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurenti được cho là sẽ chỉ bán cầu thủ này với giá 80 triệu euro. Mức giá đã giảm khá nhiều so với trước đây do tình hình dịch bệnh. Khi chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Napoli được cho là đã từ chối số tiền lên tới 90 triệu euro của MU cho trung vệ 28 tuổi này. Câu lạc bộ Italia đòi số tiền gần 100 triệu euro mới chịu nhà người. FIFA vỡ hợp đồng khi đó của Koulibaly lên tới 150 triệu euro. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohamed Bin Salman gần như đã hoàn tất việc mua lại Newcastle với trị giá 375 triệu đô. Với khối tài sản khổng lồ cùng thói quen chịu chơi, Mohamed Bin Salman được kỳ vọng sẽ biến Newcastle trở thành thế lực mới của bóng đá Anh và tạo ra sự sôi động trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới.